địa danh nổi tiếng và điểm dừng chân có cảnh đẹp tại Hà Giang trong 4 ngày đầu năm mới đều trong cảnh đông đúc du khách. Một trong những điểm bị ùn tắc giao thông thường xuyên là đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Không chỉ ô tô cá nhân, các đoàn khách du lịch đi trên xe 30 đến 45 chỗ cũng dừng lại tại khu vực ngắm được sông Nho Quế từ trên cao, giúp du khách xuống check-in. Hình ảnh trưa mùng 4 Tết, ô tô đỗ cả hướng trái lẫn phải cho mọi người xuống chụp ảnh. Lý do, phía trước các xe muốn nhích lên cũng không được, nên tài xế cho dừng luôn tại chỗ. Người đi xe máy cũng gặp khó khăn khi ô tô đã bịt hết làn đường. Nhiệt độ tại khu vực đèo Mã Pí Lèng khoảng 8 độ, may mắn có nắng to nên không khí không quá lạnh. Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường để phân luồng, giúp giao thông khu vực Mã Pí Lèng trong khoảng thời gian cao điểm từ 9 giờ đến 12 giờ trưa. Cảnh tương tự tại một điểm check-in ở ngã ba đi Yên Minh từ Đồng Văn. Nhiều chủ phương tiện thấy đông cũng tấp xe vào lề đường để xuống nghe ngóng, dẫn đến hàng ô tô xếp hàng nối dài nhiều km. Làng văn hóa Lũng Cẩm ở thung lũng Sủng Là, Đồng Văn cũng là điểm thu hút rất đông du khách dịp Tết Quý Mão. Nơi đây cách thành phố Hà Giang khoảng 123 km, nét đặc biệt ở Sùng là có nhiều em nhỏ đeo gùi hoa cải, hoa tam giác mạch, chờ khách xin chụp để lấy tiền. Ngoài ra, ai muốn bước vào trong vườn tam giác mạch và ruộng hoa cải đều phải trả chi phí 10.000 đồng một người. Khách có thể thuê trang phục người dân tộc để diện chụp ảnh tại đây. Phía bên trong làng văn hóa Lũng Cẩm là ngôi nhà từng là địa điểm quay bộ phim Chuyện của Pao. Khu vực này cũng luôn tấp nập khách ghé thăm ở cả buổi sáng lẫn chiều 4 ngày Tết. Dinh thự họ Vương ở thung lũng Xà Phìn, Lũng Phìn, Đồng Văn là điểm đến đông nghẹt khách từ chiều mùng 3 Tết. Tuyến đường dẫn vào đây bị ùn ứ xe cộ liên tục. Dinh thự họ Vương được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, là một trong những công trình xây dựng với quy mô lớn nhất thời bấy giờ. Với thiết kế độc đáo, kết hợp với đặc trưng văn hóa, dinh thự vua Mèo mang nhiều ý nghĩa vết tích lịch sử, thu hút sự tò mò của những du khách lần đầu đặt chân tới Hà Giang.